Ở đây người ta cho chúng ta là hợp chất A có một nguyên tử X liên kết với ba nguyên tử Y. Rồi, tỷ lệ khối lượng của hai thằng này là 23, phân tử khối là 80. Qua là xác định công thức của B là tìm hai hợp chất. Ở đây mình có 80 này, ở đây mình hãy nhớ tới nó. Vậy câu A, bước đầu tiên gọi công thức của A là gì? Gọi công thức của A. Là trong này có 1x và 3y. Rồi. Tiếp, tỷ lệ khối lượng của x là bằng 2 chia 3. Ta có khối lượng của x này trên khối lượng của y là bằng 2 chia 3. Tương đương khối lượng của x là x này, khối lượng của y là 3y bằng 2 trên 3. Đó. Ở đây mình thấy là từ mẫu số giống nhau đều có số 3 rút gọn. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được x bằng 2y. Đó nè. Rồi. Theo đề cho là gì? Đây mình cho là biểu thức thứ nhất đi. Theo đề cho là phân tử khối của thằng này là bằng 80 dpc. 80 dpc. Thì đây mình có phân tử khối của x y3 là bằng x cộng cho 3y mà bằng 80 dpc. Đây cho là 2. Như vậy em có là gì? X bằng 2y. Được chưa? Khi đó em sẽ thế x bằng 2y vào đây. Thì chúng ta sẽ trở thành một phương trình có ẩn y. Và chúng ta giải phương trình ẩn y. Khi tìm được y rồi, em sẽ thế y vào đây. Tìm tìm bích. Thế là xong. Như vậy ta có này. Chúng ta sẽ có đó là gì? Chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ thế 1 vào 2. Thì cái đó mình có là chúng ta được thế bằng 2y cộng cho 3y. Đây bằng 80. Mình tương đương với lại 5y bằng 80. Từ đây suy ra y bằng 80 chia 5. Ở đây mình tính được là bằng 16 dpc. 16 thì đây là oxy, đúng không? Ký hiệu là O. Như vậy khi bằng 16 dpc thì khi đó chúng ta có x là bằng 2y. Là bằng 2 nhân cho 16. Ở đây mình tính là bằng 32 dpc. 32 thì nó là lưu huỳnh. Chúng ta ký hiệu ở đây là S. Rồi. Bây giờ nghe kỹ. Như vậy yêu cầu chúng ta là xác định công thức của hợp chất A. Tức là chúng ta đã xác định được thằng này là S, thằng này là O. Như vậy công thức của A là gì? Công thức hóa học của A là SO3. Chúng ta đến với B này. Tìm hai hợp chất có cùng DVC với hợp chất A. Tìm hai chất có cùng DVC với hợp chất A. Bây giờ câu B. Mình có phân tử khối của A, tức là phân tử khối của SO3 và bằng 80 DVC. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm hai hợp chất nào đó mà có cùng DVC với A. Phân tử khối đầu tiên có cùng với A đó là COO. Đúng không? Siêu là 16, siêu là 64. Oxy là 16. Thì đây là em sẽ là 80 DVC. Ta còn một cái hợp chất có cùng DVC với A nữa, đó là hợp chất FeCO2. Đó, cái thằng này có tồn tại anh em nhé. 56 cộng cho 12 nhân 2. Được chưa? Ở đây mình tính đúng bằng 80 DVC. Đó. Làm xong mới khẳng định vậy. COS sở CO và FeCO2 có cùng DVC với A.